Ôi, hello anh em, đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đánh lô rô anh em, nâng gâu rồi thêm một mạng hay AT. Bây giờ tem mạng dí mình khá là nhiều. Ồ, mạng này phải cho mình chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình ở đó mình xuống mình hỗ trợ mấy bạn mà phải cho mình mạng chứ. Cái gì vậy? Cái gì ra nữa là mình chơi rồi, nhưng mà nó có bùa đỏ vậy. Hay dễ. Ui, đây cầu qua rồi, quá thơm. Lượm con được cái bùa xanh luôn các bạn. Hết ghê nè. Ôi, và này mình quăng cái chiêu một nó lỗ rồi. Kìa, không đủ đam luôn kìa. Cầu qua nè, AD nè. Ồ, gần đây bạn nào phải này lượm thôi. Rồi, mình chấp hồi chiêu một, chiêu hai rồi lượm thôi. Dễ dàng, việc nhẹ lên cao đó các bạn. Dù cả dí con này chạy gì nổi nữa. Xanh này đó, bắt đầu có dấu hiệu xanh này đó. Rồi nha, từ từ nha, mình sẽ cầu qua, mid và vườn đem bạn vườn xanh đó kìa. Ấy kìa, học kêu cho ai lụm được mạng ra đây rồi. Hồ fan này chắc mình ok, vẫn đổi mạng được của ghi luôn các bạn, được cái mạng chấm dứt của ghi luôn, mà mình cũng bị mất cái mạng chấm dứt của mình luôn. Rồi ok, tại vì hạ được ít ghi rồi, cái ghi nó quá là xanh luôn rồi, nên ném hỏa bạo rất là đau luôn các bạn. Rồi không đếp được dưới kìa. Cầu qua nè. Rồi lụm này luôn. Rồi ok, không có mạng cho mình luôn. Phải lúa. Cầu qua nha. Ui, tem nó đông như vậy. Thôi, bỏ đi. Mình kê cho Yuka về, bê kê Yuka. Ui, Yuka vẫn chạy được. Ui, vâng. Cuối cùng ăn được cái mạng của gần. Hay tê truyền thuyết à. Thằng này tem bạn đánh rất là khó chịu luôn các bạn. Đó. Có ít ghi với lại Yudu mà. Rồi pha này dí luôn chứ còn gì nữa. Quay lại bắt Yudu luôn nè. Bắt luôn nè. Pha này bạn hết chạy với mình rồi. Pha này bạn hết chạy với mình rồi. Rồi thơm quá thơm. Quá thơm. Rồi lấy đường siêu cấp luôn các bạn ơi. Win được không? Lấy chủ, bắn chủ rồi. Ôi, nó còn đứng nó nháy nữa kìa. Bắn chủ đi. Ủa, xanh nó chủ bắn. Rồi ok, win.